Đột nhập nhà chị Trần Thanh Tâm đi ạ, chị ấy là idol của em. Lâu lắm rồi anh không đột nhập nhà ai luôn á. Đây là cái ghế thần kỳ, nó lại có cơ hoạt động trở lại rồi mọi người. Trời ơi, đi đâu đấy? Đi đột nhập hỏi thăm. Dịch mà bảo qua nhà mình chi vậy trời. Mày có chơi không? Mày chơi đâu? Nhân viên. Ôi. Sống theo cách của mình. New Me Discover with Yama.